Cô ăn gì vậy Hảo? Cô ăn cánh gà hả? Cô ăn cánh gà chiên hả? Nhớ nhai nha, nhai nhiều vô. À. Trời ơi, leo qua chỗ ba ngồi đó ha. Ừ, xem miếng nhỏ nhỏ ăn thôi, nhớ nhai nha con. Nhai vô mới nuốt nha, nhai nhiều vô, cắn nhiều vô. Để em nhỏ xíu thôi. Đúng rồi, xíu mới nhỏ xíu qua ngày. Cái đó xương con mở mở trên ăn đi, mở trên ăn. Là bà xé ra, bà xé ra. Cái này xương không ăn được, bỏ đi. Ừ, đúng rồi. Nè, thằng ghế chùi tay em. Chùi tay. Giỏi. Uống nước không? Uống nước nè. Uống miếng nước đi. Giỏi.